Hôm nay là 27 tháng 2, em lên một video tiếp hàng giò nhưng mà nó cũng chưa thuần lắm, nhưng hàng đang nụ các bác nhé. Có giò thì nó mới chớm ra rễ, cái này đều ghép từ trong năm hết, từ trước Tết 2 tháng ấy. Thế nhưng nó chưa ra rễ bởi vì nó ra nụ xong nó mới ra rễ. Hình đầu tiên là em bán là kim điệp nhựa, hoa thơm mà hoa nở rất là dai. Hoa kim điệp nhựa này có thể là nở được đến hơn 2 tháng đấy các bạn. Mặt hoa kim điệp nhựa đây này. Bông như rất là đẹp, cánh như cánh hoa nhựa nhưng mà nở thì cực kỳ dai. Giò kim điệp nhựa này hình 26, giá 250.000. Hàng này là chưa có rễ mới nhé, thi thoảng mới có một ít rễ mới bâm ra thôi, chứ còn như là hàng chưa thuần đấy các bác nhé. Nhưng cây ổn định hết rồi. Hình 26, 250.000, rất là nhiều thân hoa. Hình 22, 300.000. Giò này nhiều cực kỳ nhiều thân hoa, giò này đẹp này. Rất là nhiều thân tơ luôn, này, nụ chi chít các bạn. Giò này mà nở hoa xong chơi thì cực kỳ bền này, mà đẹp này. Về các bác chơi hoa xong nó nên mầm mới thì nó mới ra rễ mới nhé cả nhà nhé. Hình 22 300.000 kim điệp nhựa. Hình 24 250.000 cũng kim điệp nhựa nhé các bác nhé, đều đang nhú nụ hết, rất là nhiều nụ. Hình 24 250.000. Cả một nô nó trồng cùng một đợt nên là nó chưa có rễ mới. Thi thoảng mới có một số rễ nó bắn ra thôi, rất là ít. Đây này, thi thoảng nó mới có một số rễ nó bắn ra như thế này các bác nhé. Còn lại là chưa bắn rễ mới mấy. Hình số 25, 200.000. Hoa kim điệp nhựa, chơi nở nâu, tầm phải hơn 2 tháng ấy. Hình 27, hình 27 cũng 250.000 các bác nhé. Rễ nó cũng bắn ra một ít ít như thế này này. Đấy. Có gốc thì bắn ra, có gốc thì chưa. Đấy. Mà cây ổn định hết rồi. Hình 27 250.000, nụ thì rất là nhiều. Hình 23 200.000. Hình 23 kim điệp nhựa 200.000, cũng có gốc và rễ bắn ra một ít. Nhưng mà nó chưa bám vào giá thể mà nó cũng bắn ít thôi. Hình 23 200.000, nụ rất nhiều. Hình 28 250.000. Hình 28 250.000 các bác nhé. Kim điệp xuân đang rất là nhiều nụ, rễ cũng chưa bắn ra. Rất là nhiều thân hoa nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Gần 20 thân hoa cái giò này nhá. Cái giò này về mình nở hoa thì tuyệt vời này. Hình 30 này 200.000 kim điệp xuân nhá. 35. Hình 35 200.000 kim điệp xuân cả nhà nhá. Hình 34 200.000 cũng kim điệp xuân. Hình 34 này 200k cũng rất là nhiều nụ. Chi chít luôn. Để các bác nhìn này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cũng tầm khoảng 20 thân hoa đấy, rất là nhiều. Hình 34, 200.000. Hàng chưa thuần đâu nhá. Đùi gà tròn, nụ chi chít luôn. Rất nhiều nụ, có thân thì mới sưng mắt nụ này, có thân thì nụ to rồi, có thân thì nụ vừa vừa. Đấy, bông nụ hoa tím này. Hình rễ cũng có, cũng bắn ra ít thôi nhé cả nhà nhé, chưa phải là thuần lâu đâu, mầm tơ đang lên rất khỏe. Hình số 6 này 270.000 đùi gà tròn. Mầm tơ đang lên đây cả nhà này, rễ thì bắn ít. Hình này là hình số 4, hình số 74 270.000, nhiều nụ chưa, thân thì mập, rất là nhiều nụ các bác nhé. Giò này thì dễ đã bám một ít vào giá thể rồi, dễ bám vào giá thể rồi đây nhé. Đây nữa này, dễ bám vào rồi. Hình số 4 này 270.000, nụ thì chi chít luôn. Những cái giò này về nở hoa thì tuyệt vời này. Rất là nhiều nụ. Đây mặt bông của đùi gà đây các bác nhé. Sẽ có bông đã nở rồi đây. Còn rất là nhiều nụ chưa nở. Hình số 5 270.000 đùi gà tròn. Cái này cũng dễ, có dễ thì bám vào rồi nhưng mà chưa có dễ thì chưa, à, có gốc thì chưa có dễ mà bám vào nhé. Hình số 5 270.000. Đùi gà này cũng khỏe sống. Giò này nụ tím nhé.
Hình số 1 270.000, rất là nhiều vòi nụ các bác nhé. Cái này buộc vào chứ xóa ra nhiều lắm. Bông này tím trên này. Tím hầu như tím hết luôn. Tím như kèn ấy nhỉ. Tím đậm. Hình số 1 270.000 nhé. Đùi gà tròn. Cái này thì dễ bám vào giá thể rồi. Dễ bám nhiều hơn những giò khác rồi. Hình số 3 270.000. Hình số 3 270.000 nhé. Này em cởi dây cho các bác dễ nhìn, không buộc buộc này nhìn nó nhỏ. Nhưng mà vỏ ra nó rất là sung xê. Đấy, rất là nhiều thân tơ. Đây các bác nhìn này. Đấy. Nhiều thân tơ và thân hoa, nụ chi chít, nụ tím nhé các bác ấy. Đây, nụ nụ bông như kiểu nhìn gần như giống kèn ấy. Rất là đẹp. Mặt bông tím. Hình số 3 270.000, đùi gà tròn. Hình số 2 270.000. Cũng rất là nhiều nụ đây nhé. Đây này, đấy. Nụ chi chít luôn. Hình số 2 này 270.000. Cái giò này thì chưa có rễ mới bám mấy. Hình số 8 250.000. Nụ còn đang nhiều đây. Chưa nở. Giò này thì chưa nở nhé cả nhà nhé. Giò này đây, rễ mới có gốc bám như thế này rồi này. Đấy, có gốc thì chưa. Hình số 8 250.000, đùi gà tròn. Hình số 7 270.000, cũng rất là nhiều nụ, mầm tơ đang lên các bác nhé. Hình số 7 270.000. Về các bác được chơi hoa luôn. Mùa này thì mùa hoa năn nở. Rất là rực rỡ. Hình số 21 trúc Phật Bà. Trúc Phật Bà nhà em cũng đang lên mầm, đang có nụ hoa thôi chưa thuần cả nhà nhé. Hình 21 này 300.000 trúc Phật Bà. Hàng đang nụ như thế này này. Đấy. Cái thân này nó gãy nhưng mà nó vẫn còn nụ, vẫn chơi hoa được thì cứ để đây thôi, không ảnh hưởng gì. Đấy. Nụ rất nhiều, mặt bông trúc Phật Bà đây cả nhà nhé. Hình 21 300.000 trúc Phật Bà, hàng chưa thuần. Hình 20 này 280.000, cũng rất là nhiều nụ các bác nhé. Nói chung là các cái giò lan này giò nào cũng đều đang nhúng nụ, về các bác được chơi hoa xong chăm sóc tiếp. Hình 20 280.000. Hình 19 300.000. 19 nhá, 300.000 này cả nhà. Nụ đây, có bông nở rồi. Nhưng mà cũng vẫn còn 1 2 3 này, 4. Còn 4 thân hoa nữa cả nhà nhé. Hình số 18 300.000. Trúc Phật Bà. Hình số 18 nhá các bác nhé. Tất cả đều đang lên nhúm mầm như thế này này. Đấy, nhúm mầm và đang nhúm nụ thôi. Đầu ngọn nó gãy nhưng nó vẫn cho hoa, bên dưới này vẫn cho hoa bình thường này. Hình số 18 300.000. Hình số 17 300.000 cả nhà nhé. Bông mặt hoa trúc Phật Bà rất là đẹp. Cũng còn nhiều vòi nụ lắm, 1 2 3 4 5 vòi nụ nữa, 5 thân hoa nữa. Hai thân nở rồi còn 5 thân vẫn đang nụ. Hình số 17 300.000. U lồi, hình số 14, u lồi cũng đang nụ, mầm tơ đang lên rất là khỏe. U lồi ra rễ chưa? U lồi cũng chưa ra rễ mới đâu nhé, nhưng mà mầm tơ đang lên rất khỏe các bác nhé. Thời điểm này nó bắt đầu chuẩn bị phun rễ mới này, hình số 4 này 280.000. Nụ hoa u lồi chi chít luôn. Cái hoa u lồi này thì mặt hoa thì cực kỳ là đẹp này. Hình số 15, 300.000, u lồi. Rất nhiều mầm tơ, xanh mướt này, nụ đây. Đấy. Hình số 15 300.000 u lồi các bác nhé. Hình số 16 300.000. Nụ chi chít luôn. 300.000 mầm tơ khỏe. Hình số 12 280.000. Đây, mặt hoa u lồi bông to chưa các bác? Bông rất là to nhé. Nụ. Hình số 12 280.000 này. Hình số 13 280.000. Hình số 13 nhé, 280.000. Mầm tơ cũng đang lên. Kiểu
kiều vàng thì thuần là ra rễ mới hết rồi nha các bác nhé. Kiều vàng trồng sớm hơn, hình số 1, hình số 11 250.000 giò kiều vàng này, nhiều thân tơ. Hình số 11 250.000 nhé, rễ như thế này rồi cả nhà này. Đấy. Rễ mới đây, nó trồng sớm hơn một chút nhưng mà cũng chưa nhiều rễ đâu. Hình số 10 này 270.000, 270.000 nhé, hình số 10 kiều vàng. Hình số 9 cũng 270.000, hình số 9 270.000 cả nhà nhé, rất nhiều thân tơ. Cái giò này thì rễ nó nhiều hơn một chút, rễ nó đâm xuống dưới rồi. Nhạn tháng 4, hoàng nhạn tháng 4 ở nhà nhá, hàng mới chớm ra rễ mới một ít thôi, cây ổn định. Hình số 30 180.000, một giò 2 4 2 này, 4 này, 6 8 9 cây. 9 cây hình số 30 180.000 bằng với hàng cây giống, bằng với hàng hàng rời cả nhà nhá. Đây em ghép sẵn cho về các bác chỉ việc treo thôi. Nó ra rễ mới như thế này rồi này. Đấy. Có cây thì ra như thế này rồi, có cây thì nó chưa ra. Hình số 30 180.000 rất là rẻ. Hình 31 180.000. 2 4 6 8 10 11 cây. 2 4 6 8 10 12 cây. Hàng cây giống các bác nhé. Rễ nó cũng có cây thì ra một chút, còn có cây thì chưa ra. Hình 31 180.000 12 cây này. Hình 33 180.000. 2 4 6 8 10 cây. 10 cây hình 33 nhá, 180.000. Rễ nó phun ra ít như thế này thôi các bác này. Chứ chưa ra nhiều. Hình 33 180.000 cây thì căng lá hết rồi, ổn định hết rồi. Hình 29 180.000. Hình 29 180.000. 2 4 5 6 7 8 9 10 cây cả nhà nhé. Nhạn tháng 4. Hình số 32 180.000. 2 4 6 8 10 11 cây. Cũng có rễ mới một chút. Ra như thế này rồi. Cây rất là đẹp. Hình số 32 180.000. Hôm nay em quay một số mặt hàng nó đang nụ cho các bác sưu tầm. Bác nào mà thích những dòng này thì ủng hộ nhà em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.